Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Sự ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Sự có dựng một số phô mai ha, lắc lượng tay cành đều quanh to nè. Giá thì hữu nghị ha, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Cũ nở luôn quý vị, xin đắng cho mình. Rồi, chào anh. Rồi, xin chào anh Tâm ha. À, kính chào cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước. Nay em về với 30 mai phôi ha, cũng giao lưu cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước mình. Thì cũng ngày mới chúc cô chú anh chị em được nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc và thành công việc. Xin cảm ơn ạ. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị em gần xa đã ủng hộ em mấy clip vừa qua. Thì em chân thành cảm ơn. Thì cũng mong cô chú anh chị em anh mình em xem cuối clip ủng hộ cho em ha. Thì mai này em lô mà em về được xe 60 cây ha, mà em là mới làm bầu được 30 cây thì em sẽ lên giao lưu cô chú anh chị em mình. Còn cô chú anh chị em có mà mua đi trồng lại ha, nuôi lại thì cứ điện tới em, có lô này được 60 cây. Thì em sẽ bán cho anh em cái giá sỉ giá khác ha. Thì cũng mong cô chú anh chị mình xem cuối clip ủng hộ cho em ha. Rồi cũng chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Thì mai này hình thức là rất đẹp nha cô chú anh chị em. Mai này em về là tàn thôi, quá ok ha. Đây vừa tàn vừa cũ, mai cũ không cô chú anh chị mình. Giá cũng hữu nghị cho anh em mình ha. Đó, đây mã số 1 đầu tiên của chú anh chị mình đây. Số 1. Chi cành thì bao cái lô này chi cành lực lắm của chú anh chị mình đây. Cành to lực ha. Quá trời cành lực lắm ha. Cây nào cũng chạy hết. Rồi em vô mã số 1 đi. Vừa để vừa cũ ha. Rồi em đo vị trí chỗ này nha cô chú anh chị mình. Đó, em đo chỗ nào thì cô chú anh chị em nhớ vị trí giùm em ha. Rồi chứ vị trí chỗ này là 28 nha cô chú anh chị mình. Rồi. Đó, hoành thân 28 ha, còn cái cũ dưới đây là tới 34 ha. Có cũ đế. Rồi chiều cam nó là 1m3 ha. Nó tán em nó tầm khoảng 7 tấc nha cô chú anh chị mình. Đó, sao tham khảo em ha, để vậy đó cô chú anh chị mình ơi. Hoành thân to ha. Rồi, cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 1.2 triệu ha. Đó, hoành thân to thì em cũng vẫn bán giá yêu thương cho cô chú anh chị mình ha. Thì ưng ý cái nào thì ủng hộ cái đó ha. Đó, quá rẻ cô chú anh chị mình ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây chút ha. Này chủ vườn có nói là mặt bông nó hai ba mặt nha cô chú anh chị mình. Lắc lượng tay cành đều. Nó có những cái bông hơi màu cam cam đóng nha. Ổng có một vườn nhiều lắm. Rồi, mã số 2, nhưng mà mình không biết cây nào hết. Rồi, mã số 2 cô chú, em đo vị trí này ha, là hoành thân 29 ha. Tính 28 thôi. Đây, 28 rưỡi tính 28 ha. Đó. Rồi, cái cũ nó thì hết sức cái cũ của cô chú anh chị mình đây. Cũ thì 39 ha. Rồi, cây này cây mai xù luôn nha cô chú anh chị mình. Quá sức xù ha, để chút xíu quay lại cho cận cảnh cho anh chị em mình xem ha. Rồi, 1m2. Quá sức chi cành ha. Đó, cô chú anh chị mình coi sức cành một của nó nè. Dữ lắm. Mai này em bao chi cành lực 18 anh em. Chi cành mọc 18 ha. Đó, cái dáng lắc lượng rất đẹp mà mờ xù nha cô chú anh chị mình. Đó, quá trời hiện giờ nó đơn bung ha. Đó là phù xù da cám ha. Quá sức cái cây, hết cây luôn cô chú anh chị mình ơi. Đó trên đây luôn ha. Để thịt được nha, em chưa có rửa rá nha cô chú anh chị mình. Vừa xong là em làm liền luôn ha, em không có rửa ha. Đây đế thì ổn hết nha cô chú anh chị mình. Tham khảo đế thì đã đều hết. Em không rửa sạch sẽ ha. Đó, mong coi xù xù nó quá sức cái xù này nha cô chú anh chị mình. Tham khảo bít cây luôn ha. Đó, hiện giờ bung dây nè. Hết thằng cây luôn ha. Rồi cái nằm vô lô cô chú anh chị em giá 1 triệu rưỡi ha. Rồi, 1 triệu. Đó, 1 triệu rưỡi cô chú anh chị mình đây. Xù hoành thân về 1 triệu rưỡi ha. Rồi, tiếp tục mã số 3. Rồi lên con thú luôn cô chú anh chị mình. Quá sức cái ca cành. Cái lô này xù nhiều lắm tại già cây. Rồi em đo dự trí này là 26 với 26 rưỡi, em tính 26 nha cô chú anh chị mình. Rồi. Rồi cái củ nhẹ em nó chỗ này là 38 ha. Rồi chiều cam nó là 1m28. Quá sức cây này nè cô chú anh chị mình. Quá sức cái củ hàng rồi đó, quý thú luôn ha. Đó, này là về nó mới bung nách nha cô chú anh chị mình. Trời, hơi nhẹ. Đây là bung nách hơi nhẹ quá sức ha. Đây nè. Lô mai xù dữ lắm tại cây mình già cây á cô chú anh chị mình. Đó, chi cành nó cô chú thấy quá sức ha. Đó, này khoảng 15 luôn cô chú. Đó, 15 12 ha. Chi cành rất to. Rồi cái nằm vô lô cô chú anh chị giá 1 triệu 2 ha. Đó, 1 triệu 2 luôn. Quá đẹp cô chú anh chị mình, nguyên thú luôn ha. Đó anh em tham khảo con thú là rất đẹp nha. Nó chân cẳng đầy đủ, em không có rửa sạch ra cái đẹp liền nha cô chú anh chị. Đây nó bung xù nha cô chú anh chị mình. Nó tham khảo bung hết luôn ha. Rất to ha. Đó, rồi 1 triệu 2 cho mã số 3. Rồi, hoành thân to mà giá yêu thương cô chú anh chị mình đây. Rồi, tiếp tục một cây dáng rất đẹp, rất đẹp, cây này là cây da me ha. Đây, da me bung xù luôn cô chú anh chị mình, đẹp quá bung ha. Lô này quá xù, nhiều lắm. Rồi hoành thân em nó 23. Rồi 1m2 ha, 1m1. Đó, nguyên thú của chú anh chị mình này. Rất đẹp thú của chú anh chị mình này. Cây da me luôn, cái dáng bẻ rất đẹp ha. Đó, bung xù luôn của chú anh chị mình đây. Hiện giờ đang bung ha. Đó,
qua chợ cây da me của chú chị mình thấy tham khảo cây da me mình ha. Đó, rồi cây nam vô luôn cô chú chị mình, giá 950 ha. Chín trăm rưỡi thôi cô chú chị mình, để một khối đế luôn cô chú chị em mình. Nó không phải là không có đế nha, đế cộng đồng lấy lực lắm nha, mà em không rửa thì cô chú anh chị mình nó ít thấy hơn. Yeah. Tại vì mình thấy đất á, nó đế thì một khối đế, cô chú anh chị mình yên tâm ha. Đó, rồi 950 thôi, quá đẹp. Rồi mã số 4 nha, tiếp tục mã số 5. Rồi mã số 5 cây trực luôn ha cô chú anh chị mình. Rồi đo dự trí chỗ này anh em là 24 ha. Rồi. Xuống cũ dưới đây là 32 ha. Quá sức cái cũ. Rồi chiều cam nó là 1m15. Đó. Hoành thân to đây, cây này có lấy lực lượng ha cô chú anh chị mình. Anh em chơi tàn dù cây này rất đẹp nha, lùng lực nha. Rồi. Cây này em cho luôn cô chú anh chị giá 700 ha. Có chị 700 thôi cô chú anh chị mình. To với nhỏ luôn. Hoành to giá yêu thương cho cô chú anh chị. Giá này là em bán giá không có bớt được mấy anh ơi. Em kêu giá sát tay cho cô chú anh chị em dễ điện ha. Rồi, tiếp tục lên mã số 5, số 6 ha. Em bán bên em cận cảnh em mình là bán sát tay hai cô chú anh chị mình. Đó lô mai này mới về nên em yên tâm ha. Rồi, em đo dự trí này là hoành thân là 24 có dư ha. Rồi. Đây 24. Xuống cũ nhẹ chút xuống đây 28 ha. Đó, cây này cây lục lực. Đây, dám cây này bông mấy lắm mà. 96 cao. Là cái lá nó sần đi không cô chú anh chị mình. Cái lá là lạ, cái bông cái màu mà bà chủ nói ha. Cái màu mà da bò á. Bông lên da bò ha. Đó. Rồi, cái này em vô luôn cô chú anh chị mình đấy. Đế vậy nè cô chú. Đế rất quá ha. Đó, tham khảo đế mà em cây này cây lục lực ha. Rồi cây này em vô luôn cô chú anh chị mình giá 750 ha. À, 750. Đó, chỉ 750 thôi cô chú anh chị mình đây. Quá đẹp. Rồi, tiếp tục một cây này cái dáng lông thì rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Tham khảo em những cây này ha. Rồi, em đo vị trí này nha cô chú anh chị mình. Vị trí này là hoành thân gần 28 ha. Rồi. Nó em tính 27 nha. Đó, em luôn nào cũng từ hai cho cô chú chị mình ha. Rồi em đo củ này chỗ này là 36 nha. À, đây đây. Quá sức cái đế hết đế luôn. Hết thân đế luôn cô chú chị mình ơi. Rồi 1m2. Đó anh em tham khảo cái dáng lắc của cây này nha. Dáng lắc giùm em cây này nha. Cây này rất đẹp, lắc nó rất đẹp nha con, có duyên lắm cô chú. À, hàng này cũng bể ha. Tại cây mình già nó dễ bể xù lắm cô chú chị mình ơi. Đế thì khủng hoảng luôn cô chú chị em. Đó. Đế thì khỏi nói luôn, khỏi chê luôn. Từ cái dáng lắc cái cây này luôn ha. Rồi cái nằm giao luôn cô chú anh chị giá 1.3 triệu ha. Đó, 1.3 triệu cô chú anh chị mình. Quá đẹp. Quá sức kìa luôn cây này luôn. Rất đẹp, tay cầm này lực ha. Rồi, tiếp tục mã số 8 ha. Rồi, em đo vị trí này nha cô chú anh chị mình. Rồi, vị trí này là gần 25, em tính 24 nha. Đây, dạ. Anh em vô rõ nè. Gần 25, em tính 24 thôi. Rồi, cái cũ dưới đây là 30 đúng ha. Đó, cây dáng lắc rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Tay cành thì khỏi lo luôn, 1m2. Nó tay cành một em nó là 9 nè, chung là cây lực lực không anh cô chú. Nó những cây này nó chung vô bao là cực lắm rồi cô chú anh chị mình đây. Đó, rồi cây nam vô lô cô chú anh chị giá 850 ha. 850. Nó chỉ 850 thôi cô chú anh chị mình, giá dáng lắc rất đẹp ha. Đó, đế thì khủng hoảng nha, đế cộng đồng lấy lực nha cô chú anh chị mình. Đấy. Yên tâm nha, tại vì nè như còn dính đất mà em không xịt thì anh em cô chú anh chị mình không thấy rõ đâu. Đó nói chung có sao thì em báo vậy ha. Rồi 850 cho mã số 8 ha. Quá đẹp cô chú anh chị mình ơi. Rồi lên. Rồi tiếp tục mã số 9 luôn. Rồi 9. Một cây dáng lắc đẹp luôn ha. Rồi hoành thân em nói là gần 25 rưỡi, em tính 25 nha cô chú anh chị mình. Rồi. Luôn này em là đo tự hao hết cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Rồi cái cũ này là 37 nha cô chú. Đó đoạn ngay cũ này là 37 ha. Quá sức cái nồi đế nè. Nồi cũ. Rồi 1m2, 1m3. Đó, cái này thì nói chung em về em không có cắt sửa lại nha cô chú anh chị mình. Em chưa có làm gì hết ha. Thì giờ cô chú anh chị về muốn chơi để trễ để cắt ha, tự canh cắt giùm em ha. Yeah. Em không có thời gian, nói chung em không có thời gian. Đó, để một khối đế luôn cô chú anh chị mình đây. Đó, tham khảo giùm em cái này ha. Rồi cái này em giao luôn cô chú anh chị giá 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu. Đó, giá rất rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Tham khảo em cái này ha. Để một khối là một đồi đế rất đẹp ha. Rồi một cây mai xù cho cô chú anh chị mình ha. Duyên dáng. Rồi cây này cây duyên dáng và cây xù nha cô chú anh chị mình. Cây lắc rất đẹp ha, mà xù rất đẹp ha. Rồi em đã giữ trí này là 24 có dư nha cô chú anh chị mình. Rồi. Xích đây miếng là 27 ha. Rồi cây này cao 1m đúng ha. Rồi anh em tham khảo giùm em xù ha. Đây cây này cây xù quá sức xù cô chú anh chị mình ơi. Đây xù cục cục luôn ha. Yeah. Cây này cây xù nặng nha cô chú anh chị, xù chảy nặng luôn ha.
Rồi tham khảo em cái dáng con lắc của nó luôn nè. Đó, ở dưới đây da me luôn nha cô chú anh chị mình. Cây này cây da me luôn ha. Đó, anh em tham khảo da me trên đây xù lên, xù nè, quá chứ cái xù nè. Dữ dằn ha. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 1,5 triệu nha. Rồi, 1 triệu. Đó, chỉ xù mà hoành thân cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 1,5 triệu thôi. Anh em đam mê chơi xù ha. Rồi. Rồi, tiếp tục. Mã số 11. Rồi em ra giữ trí này 25 đúng cô chú anh chị mình. 25 cái cũ dưới thì nó lớn ha. Em đo cũ cái nữa ha, cho anh em tham khảo dễ ha. Cũ 31 ha. Rồi cái này cái xù trứng ha. Đây xù lọc đây cô chú anh chị mình. Một cục xù lọc ha. Đó xù lọc đế vậy đó. Đế cũng năng lực ha. Rồi cái này cao 1m2 cô chú anh chị mình đây. Quá wow, tại ta cành nào nấy lực lá cho cô chú. Cành nè. Nội ta cành trên đây không bự vậy nè cô chú. 13. Rồi. Quá sức ha. Đó, đây. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị giá 950 luôn ha. À, 950 hoành to luôn cô chú anh chị mình ha. Hoành to mà giá yêu thương ha. Quá đẹp. Rồi lắc lực luôn. Đây, cành to lực. Quá sức cây nào nấy thôi, đừng nó tới luôn cô chú anh. Lô này cũng nhận già cây xù quá trời xù luôn. Rồi cái này xù da me quá da me luôn cô chú anh chị mình, tham khảo giùm em ha. Những cây da me này. Rồi em đo giữ trí này nha cô chú anh chị mình. Dự trí này là gần 30 nha, em tính 29 nha. Rồi. Đó đây em tham khảo giùm em ha. Là anh em nhớ em đo là đo dự trí sao ha. Đó. Rồi xuống cái cũ này cái nữa coi. Cụ đặt em nói là 40 ha. Rồi. Đó, cây này quá đỉnh. Cây này cái lá này chắc cái bông nó bông 1m1. Cây này cái lá sọc sọc này dám cái bông màu cam lắm á cô chú chị mình. Tại chủ vườn nói vậy. Đây cái này xù nhanh cô chú chị mình. Yeah. Quá sức xù ha. Đây. Tham khảo em xù dữ lắm của chú anh chị mình, ra quá trời bung hết cây luôn ha. Rồi ở dưới đây thì xù da me, ở dưới đây thì cây da me ha, còn ở đây xù quá xù. Đó, để thì khủng khiếp luôn của chú anh chị mình đây. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị giá 1,6 triệu ha. 1,6 triệu. Đó, 1,6 triệu của chú anh chị mình đây. Quá thì yêu thương luôn ha. Anh em chơi xù, xù bắt xù gì chơi nha anh em. Xù mà giá hoành lớn mà giá yêu thương cho cô chú anh chị mình ha. Rồi xuống cây. Đó, da me quá trời da me luôn ha. Rồi, tiếp tục mã số 13 cô chú. Qua wow, cái này dáng lắc rất đẹp ha. Lắc nhẹ rất đẹp cô chú anh chị mình đây. Đó, xây cái em đo cô chú anh chị mình tham khảo em cái. Rồi dự trí này là 24, hơn 24, tính 24 nha cô chú. Rồi. Rồi cái cũ em nói ha, cũ nó là 34 nha. Quá sức cái cũ. Rồi chiều cam nó là 1m2 ha. Đó, cô chú anh chị mình tham khảo bộ đế giùm em ha. Quá sức cái đế nha, vàng này vàng rất rất đẹp ha. Đó, cái này quá đẹp luôn. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị giá 1,2 triệu ha. Rồi, 1 triệu. Rồi mã số 13 giá 1,2 triệu ha. Rồi cô chú anh chị em có ai chốt lô ha. Em lô này em có 62 cây ha. Tại em làm bầu mới có 30 cây, còn 30 cây em chưa làm ha. Rồi, cây này cây da me luôn. Tiếp tục mã số mấy vậy nè. Rồi mã số 14 nha cô chú. To cũ nở nè. Rồi em đo là giữ trí ngay chỗ này nha cô chú anh chị mình. Ngay đây ha. 28 ha. Rồi. 28. Cụ đặt em nói là 39 nha cô chú anh chị mình. Quá sức cây này ha. Rồi cái này da me luôn ha. Đó đây vô cô chú anh chị mình tham khảo da me mình ha. Quá đẹp cái này đây. Rồi cái này 1m2 ha. Đó chỉ cần nào lấy lực lượng ha. Đó hình thức bên em là bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình hết ha. Anh em yên tâm đi, mai mới về ha. Về lần này là nửa tháng là xịt được liền cô chú anh chị mình. Đây để đây để khủng hoảng luôn cô chú anh chị mình. Cộng nào lấy lực lượng không ha. Đó nói chung đây nè mà có hết ha. Yeah. Đây đều hết, nói chung trải đều hết á. Em không làm, nói chung làm cái sơ nhưng không làm kỹ nha. Cho cây mình mạnh khỏe hơn. Qua sức cái nồi này anh cô chú anh chị mình. Đang đo nồi trên chứ em chưa đo nồi dưới này nè. Nồi dưới này giữ giữ lắm nè cô chú. Nè 49 nè. Rồi. Cây này giữ lắm em. Còn cái này em giao luôn cô chú anh chị giá 1,4 triệu ha. Rồi, 1 triệu. Đó, 1,4 triệu nha cô chú anh chị mình. Đó. Quá đẹp. Rồi, tiếp tục mã số 15 ha. Rồi, qua trời cây này quá đẹp. Cái này nhỏ nó có vỏ cô chú chị ơi, chỉ cành đều đẹp quá. Rồi hoành thêm nó chỗ này là 23 nha cô chú. Cũ nữa là 28 em. Cái này cái lùng lực đẹp quá cô chú ơi. Rồi 1m đúng. Chà, cái này cái lùng lực. À cái này nó có chỗ này nhưng mà nó hơi tét nè cô chú anh chị mình, mà nhưng mà yeah, nó vẫn kéo ra nè. Cái này có thể em bó ha, anh em là chốt mình bó băng keo luôn ha. Yeah. Bó siết lại từ từ nước cũng liền nè. Nhánh này không sao nha cô chú, bình thường nha. Có sao em báo vậy nè, nó bị hở chỗ này nè cô chú, đó yeah. Thấy ha, thấy rõ ha. Có gì em báo nè,
quá tay canh mạnh lực quá. Rồi cái này em vô luôn cô chú anh chị, giá 800 ha. Rồi 800. Đó 800 cô chú anh chị mình, cây này quá đẹp luôn cô chú. Đó, cây này không còn gì để chê luôn ha, chia cành rất đẹp. Rồi 800k luôn. Rồi cây lùng lực rất đẹp ha. Rồi những cây này chắc bông mấy quá. Cái lá nó lá khác nè. Lá khác tam, quá đã bung xù rồi tam. Bung lên hết luôn. Rồi giữ tí này ha. Hoành thân này gần 21 tính 20 đi. Rồi. À, tính 20 có củ ở đây đâu, được dính đất là củ thì to ha. Rồi 1m15. Đó, quá trời xù đây cô chú anh chị bên đây. Tham khảo bên nè, quay xù cho anh em tham khảo cho dễ anh em ơi. Quá trời bung xù lên, bung hết bung luôn ha. Đó, ngày mai nằm nhận già cây xù vậy thì. Rồi cái nằm vô luôn cô chú anh chị giá 850 ha. Rồi, 850. Đó, chị cành rất đẹp cô chú anh chị mình. Đó, tham khảo em chị cành ha. Chị cành rất đẹp. Mà này cái dám cái bông này bông bông màu da bò lắm nè, tại bà chủ vườn có nó nhiều. Nó mọc lên màu da bò có luôn á. Rồi. Xuống cây. Rồi, xuống cây. Xuống cây luôn sao ơi. Quá đẹp ha. Nó cái này xù quá, xù xù hết mắt mấy mắt này xù hết luôn cô chú anh chị mình đây. Chết, lấy chim cái kìa. Lấy đồ chim cái. Dán siêu luôn cô chú anh chị mình đây. Rồi hoành thân 26 em. Rồi. Củ nó chỗ này là 39 ha. Quá sức cái củ. Rồi chiều cao nó là 1m2 ha. Đó, tham khảo của chú anh chị mà đây. Đó, hoành thân to ầm luôn. Một cái dáng siêu rất đẹp ha. Dáng siêu. Cái đầu này nặng quá nặng. Đó, chi cành nào nấy lực lượng nha cô chú anh chị mình. Rồi cái nam vô lô cô chú anh chị giá 1.250.000 ha. À, 1.250.000. Đó, hoành thân lớn nha cô chú anh chị mình đây. Cây rất đẹp ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 18 ha. Rồi cây da me luôn. Cây đẹp ạ. Hoành thân 24. Cái củ 35 nha cô chú. Quá wow, sức cái củ. Củ tròn vinh luôn. Rồi 1m2. Rồi cây này chỉ cành nó hơi yếu bên đây chút cô chú anh chị mình ơi. Có sao mình báo vậy cho cô chú anh chị mình ha. Đó. Rồi cây da me. Anh em là muốn về cây thì cắt con lại mấy này hàng con lại để mình nuôi cành lại bắt đầu nó mọc ra mấy đây ha. Mình con lại là bên đây thiếu là chừng nữa nó mọc ra ha. Dạ. Đó, cây này hoành to ha cô chú anh chị mình. Nhưng mà bị thiếu một bên ha. Rồi em bán giá 900 thôi cô chú anh chị mình ơi. 900. Mình đưa giá 900 thôi ha, tại vì nó thiếu một bên nha cô chú. Nào sao mình nói vậy ha, anh em về cũng cắt xuống chơi ha. Nhưng mà anh em muốn chơi da me chơi cũ thì chơi cây này quá sức cái cũ. Mã số 20. Tiếp theo mã số 19 nè. Cây dáng lắc rất đẹp. Rồi để bàn luôn. Rồi hoành thân em nói là 27 nha cô chú. Đó để thì để bàn. Có mấy cộng thôi. Ngọc cốt 1 ha. Rồi 1m24. Rồi 1m2 ha. Tính 1m2. Qua wow, trời lực cô chú anh chị mình này. Cây chi cành cái nào lấy. Tham khảo mấy chi cành. Cành lực thì ghê luôn. Bự chẹp bá mấy cành bự ghê. 15. Đó. Bên đây là 11, 12 hết ha. Rồi cái này hoành thân toi ha. Rồi cái này em vô luôn cô chú anh chị giá 1.2 triệu ha. Thôi 1.2 triệu. Đó 1.2 triệu cô chú anh chị mình đây. Hoành thân to mà giá yêu thương ha. Chi cành này quá đẹp. Rồi tiếp tục mã số 20. Quá dàn cành hết thân dàn cành. Rồi em đo ngay vị trí này cho cô chú gì dạ 25 ha, 25 có dư nè anh em. Gần 26 ha, mà em tính 25 thôi. Nào chẳng em tính chẳng nào lẻ em giật lại nha cô chú. Cũ thì 32 ha. Rồi chiều cao nó 1m3. Quá sức tay cành. Đó, xem bộ đế nè cô chú. Quá đại dàn này bung xù nữa nè cô chú, nè nó lên xù hết luôn ha. Đây. Nắp lại lên hết vậy nè. Về mình trồng thời gian này bung này. Bên đây lên ha. Bên đây lên rồi. À. Đó, bên đây lên một bãi rồi ha. Rồi bên đây lên bãi luôn. Đây. Đây lên cục bãi luôn ha. Đó nào xù báo xù cho cô chú anh chị mình ha. Đó, để vậy cô chú. Để rất đẹp quá luôn, rất đẹp ha. Rồi cái nam vô luôn cô chú anh chị giá 1.350.000 ha. À, 1.350.000. Đó, anh em coi chi cành nè. Tham khảo chi cành giùm em ha. Đó, giờ muốn để về chơi không để cắt xuống nha. Sửa cành bấm là bớt em cái là cái này rất đẹp nha. Đó, để khủng hoảng luôn. Rồi lên con thú. Lên con thú của chú anh chị mình. Rồi mã số 21 ha. Đó để nó cắn cắn công phiền lắm.
nó dễ, mình không thấy mấy dưới nó cắn nó không mít lòng ha. Nó cắn gì vậy? Rồi đôi dự trí này là 26 nha cô chú anh chị anh mình. Rồi. Quành 26 ha. Cái cũ đặt em nó là 49 ha. Qua wow, sẽ cái dàn cũ của chú ơi. Rồi. Cam nó là 1m27 ha. Em tính 1m3 thôi. Đó. Đế một khối đế nè cô chú anh chị mình ơi. Tham khảo nha, đế nó một khối đế nè, nó có chân quỳ lên rất đẹp nha. Dạ. Yeah. Có chân quỳ nha, đế thì một khối đế rất đẹp ha. Rồi cái nằm vô lưu cô chú anh chị giá 1 triệu ha. Rồi 1 triệu. Rồi 1 triệu luôn cô chú anh chị mình. Quành thân to giá yêu thương của cô anh chị, cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp tục mã số 22 ha. Đó nguyên thú nữa. Thú tài cầm đẹp quá. Chín tắt này sợ đo được không? Đo sợ cắn công ti cắn chút xíu cái dư là về anh em đo là không đúng. Này 24 rồi cô chú. Rồi. Này đo cũ không được, cũ này thì mình nằm ba mấy lần cô chú ơi. Này 24 là cũng phải ba mấy ha. Rồi con thú này dài rất đẹp nha. Quá wow, cái dài. Đó anh em tham khảo con thú nè. Thú rồi em lấy chiều cao 1 mét thôi. Đó là cây da me luôn cô chú. Đây. Đó cái này da me em báo da me hết nha. Đó cái này da me đây có hai chân trước hoàn luôn. Đó chân trước tham khảo cái này giùm em ha. Rồi cái nằm vô luôn cô chú chị giá 1 triệu 2 ha. Rồi 1 triệu 2. Đó 1 triệu 2 luôn. Đó xem thú này cho kỹ nha anh em. Ở trong thì không thấy, giữ ngoài mới thấy nha. Đó. Rồi mã số 23. Còn cây dáng cực quá sức đấy. Rồi hoành thằng em nó là 23 ha. Cụ đặt chỗ này là 32 của chú ơi. Đế quá đế ha. Rồi em lấy chiều cao cây này cực rất đẹp ha. Rồi 1m3. Em lấy 1m2 thôi nha cô chú. Nhưng chỗ này nó phù lạ quá ta. Phải không? Cái hoành thân chỗ này sao nó bự chà bá lửa luôn cô chú chị mà đây nó rất bự rất đẹp ha. Nhánh nhiều nó phù lên. Ờ nó phù ra rất đẹp ha cái này ha. Rồi đế thì tứ diện luôn cô chú chị em tham khảo cái này giùm em ha. Đế nè. Qua sẽ cái dàn đế nó ha, đều rang luôn cô chú. Rồi cái nằm vô luôn cô chú chị em giá 1 triệu 1 ha. Rồi, 1 triệu 1 thôi. Quá đẹp. Quá chất đế. Cái này rất đẹp nha, cái mai trực về đẹp lắm nha cô chú chị, tay cành của mình rất đều ha. Tay cành nó này lực không? Đế thì khủng hoảng luôn. Rồi một cây dáng lắc rất đẹp luôn, cầm đều luôn. Rồi mã số 24 em. Rồi hoành thân 21 cũng ở chỗ này là 33 ha cô chú anh chị, đo cũ vậy là 33 ha. Cô chú anh chị em mình có xe có xem ưng ý cái nào á cứ nhớ giùm em cái mã số, đừng kết bạn là chụp hình gửi cái cây qua em không nhớ nổi, tại phải biết cái mã số là em mới coi kiểm trong cái giấy mình cái bán hay chưa, là coi trong cái giấy á là mình biết còn hay không á, nhiều khi anh em chụp hình em có không kiếm không nổi nữa. Đó cái này rất đẹp nha cô chú anh chị mình, đế thì đế quái ha, đế rất quái. Nó chỉ cần em tham khảo giùm em cây này ha. Rồi cái nằm vô luôn cô chú anh chị giá 950 luôn. À, 950. Đó 950 cô chú anh chị mình này, chỉ cần dây nè, rất đẹp ha. Đây nè anh coi xù lên vậy nè anh em ơi, nè xù lên cục cục có ráo nè. Yeah. Nó lên cả con tay út của em hết ha. Đó có sao em báo vậy nha anh em, đó nãy em chưa thấy xù nha. Báo cái này thì nó hơi ấy rồi. Đưa cái này hơi quấy anh em ơi. Xù cục cục lên cả con tay út ráo nè. Em nãy em sơ ý không thấy vô xù ha. Rồi thôi kệ, kêu sao bán vậy cho anh em. Đó cái này rất đẹp ha. Rồi tiếp tục. Mã số rồi sáng rửa xình không. Mã số 25. Rồi hoành thân 22. Cái cũ nhảy ở đây là 28 em. Rồi y lùm tóc luôn của chú anh chị mình ơi. Cái dàn đế nó rất đẹp, 1m1 em. Đó, rồi cái nằm vô lô cô chú anh chị giá 7 xị thôi. Rồi, 700. Đó, 700 ngàn thôi. Chỉ có 700, đó đế vậy cô chú anh chị mình, đế quái ha. Đế rất quái, hoành thân hơi nhỏ nha cô chú anh chị mình này. Đó, mã số 25, chỉ 700k thôi. Quá đẹp. Rồi, xuống. Tiếp tục mã số 26 ha. 700. Cây này thì quá đẹp ha, cái này qua sáng em tính cắt mà em chưa cắt nha anh em. Đấy, cái này cắt cho này nha anh em. Nói chung cây này cắt cho này nha. Bỏ cái nhánh này nha, không lấy một cái tàn qua đây nha. Cây này thì anh em tham khảo là cây này rất đẹp nha. Rồi em đo vị trí này ngay chỗ này nha anh em. Em đo chỗ này là thôi để nhỏ cái em lấy cái nhỏ trước đi. Em lấy một nhỏ là 25 ha. Rồi. Hoành 25, còn cũ này cái cũ kế là 32 ha.
Rồi anh em tham khảo cái cây này thì cái dáng ấy rất đẹp nha. Cây này cây bonsai đẹp nha. Về em chưa cắt cây này được nha. Anh em cứ cắt bỏ mẹ cái này. Đây, cắt ngay đây đi. Cắt bỏ đây lấy một nhánh qua đi qua đây thôi anh em. Cây này bonsai rất đẹp rồi. Cái này cây xù nha anh em. Cái này cây xù trải nha, xù lên một cục dữ nha. Dưới đây thì da me. Đây xù nặng nha. Cái này cây xù nặng nha anh em. Để em báo trước cho cô chú anh chị mình ha, tham khảo nha. Đây xù qua đây luôn ha. Đây. Lên cục cục luôn. Cái này thì anh em nói chung là bỏ xéo rồi cắt xéo vậy nè. Cắt xéo thì hay nhất, lấy một tàn cánh bên đây rất đẹp ha. Chỉ cần điều răng luôn. Rồi cây này em cho lô cô chú anh chị giá 1.650.000 ha. 1.650.000. Đó, 1.650.000 nha cô chú. Nguyên cái nồi đế nó dữ lắm cô chú anh chị ơi. Cây này thì quá đẹp ha. Em chơi bonsai cây này là đỉnh luôn á. Nồi ôm dưới đây là 42 lần cô chú. Đó. Còn em muốn cắt em sẽ cắt cho anh em luôn làm keo luôn ha. Anh em chốt ha, em sẽ cắt xéo nè, bỏ vậy nè. Lấy một đi qua đây. Đó, cái dáng bên đây rất đẹp không? Bên đây thì chỉ cần điều răng rồi đó. Nhưng mà cái sù nhanh cô. Chủ yếu là cái sù mình ha. Quá sức cái sù. Nó xù đây nè, lên cục cục cẩn con tay cái em ha. Đó, cẩn con tay cái mình ha. Rồi 1.650.000 nha. Rồi, xuống đây. Quá đẹp. Mã số 26 ha, ghi vô. Rồi đắng, sắp 4 cây đắng. Sắp y đắng 4 cây. Sắp đắng 4 cây đắng. Đây cầm đều ha, cầm mình to nè. Trời, cái này không quá đẹp, quá đỉnh luôn. Quá sức cái này da me nó bung da me. Cái này bước sao đo nè. Làm đo lấy vị trí nhỏ này đi chứ bự lấy không được rồi cô chú ơi. Rồi hoàn thân em nó 26 đây tới ba mấy nha. Đó, 26 đây nằm khoảng 35 36 nha cô chú anh chị mình. Con thú á. Lấy con thú dài này nè ha. Dài xuống đây là 26 cm nè anh cô. Rồi. Đó. Cái này quá đẹp. Rồi, 1m2. 24. Đó, tham khảo con thú nằm một cái da me luôn cô chú anh chị mình này. Rất đẹp cái này ha. Đây. Đó, nguyên thú quá sức cái con thú này luôn, có đuôi nha cô chú. Đó, đóng cái đuôi vậy có hai bà đít đóng cái đuôi rất đẹp ha. Ở ngoài thấy mới rõ đẹp ha cô chú chị mình. Rồi anh em giao lưu cô chú chị em giá 1 triệu thôi. Rồi, 1 triệu. Đó, hoành thân to em giao lưu cô chú chị em giá 1 triệu thôi ha. Đó, tại nó thiếu cành nên em. Nó thiếu một hai cành, một thiếu một cành bên đây là em bán mắc giá ha, chứ không phải là hoành to em bán giá yêu thương nha. Rất rất đẹp ha, chỉ 1 triệu thôi. Rồi xuống cây. Là mã số này là mã số cũng mã số 27 hả? Mã số quý ít rồi em cũng còn 4 cây anh em. Khỏi số đem lên luôn. Khỏi đây số. Tắt cái. Rồi em cuối clip em có 4 cây này, em muốn bán 4 cây solo cho cô chú anh chị mình ha. Yeah. Giá yêu thương về cho cô chú anh chị mình nuôi ha. Rồi. Hoành thân 22 ha. Đó, rồi chiều cao em nó là em lấy khoảng 1m2 ha. Đó giờ tược búng ra ha. Đó hình thú cô chú anh chị mình ơi. 4 cây em đo 4 cây khảo khảo ha. Rồi em bán cho cô chú anh chị mình về trồng chơi ha. Tại vì còn có 4 cây loại này ha. Rồi em sẽ bán giá yêu thương cho cô chú anh chị mình. Rồi, cây đầu tiên ha. Rồi xách xuống sao? Bỏ lại cây đó lên đây. Xách đi, bỏ lại lên. Rồi cái cây 2 nha cô chú anh chị mình. Này em bán solo 4 cây cho cô chú anh chị mình luôn ha. Tại em còn ít quá ha. Rồi hoành thân em nó 17 thôi, mà cũ em nó nè. 25. Cũ rất đẹp, thú rất đẹp nha. Rồi chiều cao nó là 1m ha. Đó, để quái luôn cô chú anh chị mình ơi. Đây để quái vậy đây. Đó rất quái ha. Rồi cây số 2 rồi xuống đi đó. Rồi lên cây 3 luôn. Rồi cây 3 luôn. Cây 3 em lấy 1m cao 1m ha. Nó búng tự phà luôn ha. Nhớ đo 4 cái cây này em đo thước nha cô chú chị mình tham khảo em ha. Rồi 23. Sổng nó là 21 ha. Đó để nôm vậy nè cô chú anh chị mình. Dáng thế rất đẹp ha. Có cái đuôi rất đẹp. Đây nó có đóng đuôi rất đẹp ha cô chú. Đó. Rồi rất đẹp. Rồi cây số 3. Rồi lên cây số 4 luôn. Rồi cây số 4 luôn ha. Rồi em đo vị trí này nha cô chú anh chị mình. 24 ha. Cũ nó là 28, yếu một chút xíu. Rồi hoành thân 23. Chiều cao nó lấy 1m2 thôi, nó hơn 1m2 em lấy 1m2. Đó, để sổ nôm rất đẹp cô chú. Rồi em bán solo cho cô chú anh chị mình nuôi lại ha, tại em còn có 4 cây này thôi. Em sẽ bán cho cô chú anh chị giá 450.000. 4 cây ha. Rồi 4 cây là 1 cây 450.000 chứ không phải là 4 cây 450.000 nha mấy cô chú. 1 cây 450.000 ha. 1 cây 450.000 em bán solo 4 cây chứ em không bán lẻ ha. Đó em gồng tại em bán giá yêu thương cho cô chị anh chị em mình á. Dạ. Rồi em bán solo hết 4 cây. Rồi. Mình có nhắn gửi gì không anh? Rồi thì mong cô chú anh chị mình xem cuối clip ủng hộ cho em ạ. À. Em cũng cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Sự. Bây giờ mình cũng tạm dừng đây nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.